Hello everyone. Tay kia, phóng tay đi. Mình làm theo phong cách Hàn Quốc nên nó móc cái sẽ tròn tròn móng lên một chút á. Nên là lớp cứng móng này mình tặng nha. Lỡ đưa cái ngón tay vô để ngón lên ở nữa. Lấy màu đi cũng được, màu này cũng được đấy. Màu này đi. Đi với màu nó luôn hả? Đi màu này luôn. Ok. Nên hai lớp là màu lên đậm hơn rồi đúng không? Đúng chính xác, nên hai lớp là màu nó đậm hơn. Mất tiền. Không có ai đụng vô cái tủ tiền tụi em á, tụi em chi cái chi tụi em quên chứ không có ai đụng vô cái tủ tiền ấy, ai dám tới nó hồn mà đụng. Nhiều khi ghi lộn tiền khách vẫn nữa thế. Ghê. Cái này có tác dụng gì à, để mình tập không? Để cái móng vào đây không? Test thử cho cách test thử để cái móng dạo cái này móc cái móng đưa ra giống cả cán câu. Yên nghe. Rất khó làm lần rồi, nhưng màu ni với màu đen, màu xanh lạc với màu đen nên dữ lắm. Bây giờ nó không có tiền được còn bỏ vô nữa. Okay.
anh tưởng dám người đó không? Cái số giống cái số giữ tiền á, đẹp nè, số ta giống số giữ tiền á đẹp. Đám ma ông nội ông ngoại chị ấy thế, chị cũng ngồi thùng tiền, chị ôm luôn tiền luôn, ôm 3 ngày luôn, đâu dám đi mua đâu có. Rút tay ra đi được rồi đấy. Rút cái tay ra đi được rồi. Thank you.
Dư ra ta mà dư ra thiếu 60 rồi.
Con hai màu thử. Ý là em coi thôi, thử em coi hai màu. Màu chân nó là màu thơ tím. Màu xanh được không? Xanh. Đất cũng muốn mua đi. Đất muốn mua. Hai cái, một mỏng. Cái tên là gì vậy? Có vẽ chứ? Sì có vẽ. Anh vẽ thì vẽ. Giờ đắp lên thì có vẽ chứ? Vẽ cái gì nè? Anh vẽ thì vẽ chứ? Ý là vẽ trong lon nữa có chứ? À, lon văn đá à? Không có đi chứ thằng đá. Sao ý là lon văn đá à? Đúng không? Lon văn đá thì nó đính không nè? Đi lon lên. Đúng không? Bút là nhỏ không hay là để to như thế này? Ương đánh bút nhỏ là ai là để to? Sẽ cười lắm. Tùy. Bút nhỏ lại cho nên mình không lộn hề. Chứ to là những thơ đó. Cho một miếng to đi, con này nhỏ nhỏ. Cho một miếng to hơn thử. To hơn à? Cái gì? Cái một miếng nhỏ à? Có gì đồ chơi vậy? Ê, đừng nhỏ quá. Như đỡ được. Nghĩ gì? Không như mình nghĩ 4 miếng dựa nữa. Nghĩ à? Này hai miếng rồi. Đó, làm hai miếng rồi. Hai miếng rồi. Không đi bên đây đi. Tôi sẽ sao ta ra xí luôn. Được chưa? Tụi vậy. Được chưa? Rồi đãi xí nữa. Cho con đi ra đây xí. Tên, ra xíu không thôi. Có tên đó. Ra xíu thôi ra nhiều nó bị lạ lỡ. Ok, tôi vô hơi đi. Đứng kia lại, đứng kia. Này đừng cầm lộn cục tiền, hãy ra thu rồi tính vô cái dư thì nó tiền ngày tẩu. Ăn qua nào. Đúng không? Không đẹp đúng không? Như cái hồi đó được nhưng mà đừng có lắp xà cừ nhiều. Đừng lắp xà cừ à? Ừ.
Cái... Ôi trời. Bye bye.